He's over there on the other side. You cannot stay here because these people need a chance for him, okay? Can you take your right seat, please? Thank you.
Xin cảm ơn bạn Hiếu CK và nhóm nhảy đến từ trường học Warwick đúng không ạ? Vâng, và một bạn gái đã tôi cũng đang định hỏi bạn là tiết mục rất là sáng tạo và bạn thấy tôi cũng thấy một cô gái, cô có đúng đây không ạ? Đấy có phải bạn gái của bạn không ạ? Xinh quá! Bạn nên đọc hoa cẩn thận đi nhá. Vâng, cảm ơn bạn Hiếu và phần trình diễn rất sáng tạo và ngay giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những diện nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời diễn viên muốn lên Nga. Chào Hiếu. Có thể nói là cái tác phẩm vừa rồi làm cho Nga cũng không thể ngồi yên được nữa và nổi hết da gà lên. Thứ nhất về vấn đề tác phẩm thì đây là một tác phẩm rất là có ý nghĩa, rất là hay, có đầu đuôi, có câu chuyện rất là rõ ràng. Có một cái nữa là từ đầu đến giờ toàn là nghe nhạc và nghe hát, nhưng mà đến một tiết mục này thì mọi người đều cảm thấy rất là thích thú, vì không ngoài là một cái ngôn ngữ hình thể ra, em có một cái rất là đặc biệt đó là đôi mắt của em cũng đang nhảy theo. Cái tâm hồn của em, cái cảm giác là trái tim của em đang nhảy làm chị đến bây giờ cũng còn rất là hồi hộp. Bởi vì khi nhảy nhiều khi mình không nói hết ra được tất cả cái mà mình mong muốn, nhưng mà cái hay nhất là em truyền tải được tất cả những cái nội dung của bài múa này thông qua đôi mắt. Em rất là đáng yêu, và không phải em nhưng mà tất cả những bạn đằng sau, những dancer đằng sau nhảy chung với em nữa, có một bạn là người nước ngoài nữa. Và ngoài là cái nhảy hay, là động tác của em từ cái nhanh chuyển sang cái chậm rất là sexy, ở em có một cái sự lôi cuốn rất là đẹp. Nhiều fan nữ ở dưới đang rất là dùng mình, và cả chị cũng vậy, và chị nghĩ là rất là bất ngờ một chàng trai châu Á đã có một sự sexy quyến rũ như vậy. Vâng, đôi mắt rất là lôi cuốn và những điệu rất là sexy làm cho Linh Nga đang nhún nhảy theo, và chị Diễm Quỳnh ngồi bên cạnh cũng đang cười rất là tươi. Xin mời chị Diễm Quỳnh ạ. Chị cũng có rất nhiều người bạn rất là thích nhảy. Và họ luôn nói với nhau rằng là bây giờ con trai mà ngoài đàn đánh đàn guitar và hát ra thì nếu biết nhảy thì cô gái còn nhanh hơn. Và rõ ràng là ở em có một cái gì đấy khiến cho chị cảm thấy rằng là mình bị hút vào, giống như Linh Nga nói, dùng từ sexy hoặc là truyền cảm gì đó. Chị chỉ biết là nếu như bất cứ một bạn gái nào dù có muốn hay không thì cũng sẽ phải dừng lại xem em nhảy, và đấy là cái điểm thành công của diễn viên trên sân khấu. Và chị mong được nhìn thấy em sáng tác nhiều, biên đạo nhiều bài múa nữa. Chị có hỏi Nga, Nga ơi, bài này là ai biên đạo, thì bạn nói là em biên đạo đúng không? Và chúng ta hãy cùng vỗ tay vì chúng ta cũng thấy biên đạo rất là vui. Một câu chuyện rất trẻ trung và không có gì nói gì hơn, chị hoàn toàn rất phục. Vâng, xin cảm ơn hai vị giám khảo, và có một thông tin nho nhỏ mà chúng tôi cũng muốn tiết lộ là bạn Hiếu CK có một vlog mà có đến 18.000 subscriber ở trên YouTube, và chúng tôi có nghi ngờ là không biết có phải bạn tham gia chương trình này để tăng lượng subscriber, ít nhất là đã có thêm 2 subscriber nữa ở đây rồi ạ. Dạ, chắc đấy cũng là một vị trí ạ. Vâng, và hy vọng là mục đích của bạn sẽ thành công trong ngày hôm nay, và một lần nữa hãy xem một tràng pháo tay thật lớn cho CK và